Chào tất cả các em học sinh, hôm nay chúng ta lại tiếp tục qua một tuần mới nhé. Rồi, chúng ta tiếp tục ôn tập kiểm tra giữa kỳ nhé. Tiếp tục những cái kiến thức mà tuần trước. Câu số 1, các phép toán trong Pascal là chúng ta đã biết rồi, trong Pascal có các phép toán là cộng, trừ, nhân, chia, div và mod ha. Dấu sao và dấu sẹt nè. Div và mod là các phép chia lấy phần nguyên và phép chia lấy phần dư. Rồi, câu số 2, chọn câu đúng 19, chia lấy phần nguyên cho 5, cho chúng ta kết quả là 3. Câu số 3, để nhập dữ liệu thì chúng ta sử dụng lệnh readline ha. Và để nhập dữ liệu là nhập biến x thì chúng ta nhập readline x. Rồi, câu số 4, biến x được nhận các giá trị là 0, trừ 71, 6, rồi 2.3. Như vậy có phải là biến x vừa có số nguyên và vừa có số thập phân? Vậy x sẽ thuộc kiểu dữ liệu là số thực real. Câu 4. Câu số 5, chọn câu đúng. Vậy 19 mà div 5 lúc nãy cho chúng ta kết quả là 3 thì mod 5 sẽ cho chúng ta kết quả là 4, đúng không nào? 19 chia lấy phần dư cho 5 sẽ được 4. Câu số 6, phép toán chỉ được thực hiện trên kiểu số nguyên. Như chúng ta biết rồi, cộng trừ nhân chia thì được thực hiện trên cả số nguyên và số thực. Chỉ có phép toán div và phép toán mod chia lấy phần nguyên và chia lấy phần dư đó, được thực hiện trên kiểu số nguyên. Cho nên câu 6 sẽ là D là div, và câu 7 sẽ là C là phép mod. Phép mod không được thực hiện trên kiểu số thực. Câu số 8, lệnh delay 2000 có ý nghĩa là tạm ngừng chương trình 2 giây, chúng ta nhớ nha, tạm ngừng chương trình 2 giây nha. Rồi câu số 9, lệnh readline trước từ khóa n chấm sẽ được dùng để tạm ngừng cho đến khi người dùng nhấn phím enter. Đem cái màn hình kết quả nhé. Câu số 10, muốn in ra màn hình kết quả 3 x cho 13 bằng 39. Những cái này chúng ta quen thuộc rồi ha. 3 x 13 thì chúng ta đặt trong cái cặp dấu nháy đơn. Còn 3 x cho 13 ở phía sau thì ra con số 39, cho nên chúng ta không đặt trong cặp dấu nháy đơn. Chọn câu B. Câu 11, muốn in ra màn hình kết quả của 20 chia 5 bằng 4.00. Như vậy thì chúng ta sẽ xem ha. 20 xẹt 5 chúng ta đặt trong cặp dấu nháy đơn. Phía sau 20 xẹt 5 chúng ta không đặt trong cặp dấu nháy đơn, và có hai con số sau thập phân, cho nên chúng ta chọn 2.4, 2.2. Rồi, lệnh khai báo biến VAM integer n real chấm phẩy, thì trong đó m thuộc kiểu số nguyên và n chính là kiểu số thực. Câu 13, gán giá trị số 5 cũng quá quen thuộc rồi, a 2 chấm bằng 5. Câu 14, gán giá trị đã lưu trong biến nhớ y vào biến nhớ x thì chúng ta sử dụng là x 2 chấm bằng y chấm phẩy. Câu 15, cú pháp khai báo câu lệnh gán ở trong Pascal sẽ là tên biến 2 chấm bằng biểu thức chấm phẩy. Câu 16, muốn nhập hai biến mn từ bàn phím thì chúng ta sử dụng là readline m.n chấm phẩy. Câu 17, câu sai khi nói về hằng ở đây. Chúng ta để ý, hằng là đại lượng có giá trị có thể thay đổi ở phần thân. Nhớ ha, hằng nó là đại lượng không thể thay đổi ở phần thân. Cho nên nếu như ghi như vậy là sai ha. Câu 17, C. Câu 18, để khai báo hằng số nguyên có giá trị bằng 15. Khai báo hằng chúng ta sử dụng từ khóa const. Như vậy thì const số nguyên bằng 15 chấm phẩy, rất là dễ. Rồi câu 19, việc khai báo hằng thì sẽ bao gồm là khai báo tên hằng và khai báo giá trị của hằng. Câu 20, B là số thật, Y là kiểu sau. Thì chúng ta nhìn ha, B là số thật không thể có cặp dấu nháy, Y là kiểu sau thì phải có cái cặp dấu nháy. Như vậy câu đúng sẽ là câu C. Rồi, câu 21, trong Pascal khai báo nào sau đây đúng? Rồi, chúng ta nhìn thử ha. Thì chúng ta thấy câu A sẽ là cái khai báo đúng. Câu B, câu C khai báo hằng nên không đúng. Câu D có khoảng trắng ở chỗ tên biến cho nên không đúng. Câu 22, cú pháp khai báo hằng đúng là con tên hằng bằng giá trị chấm phẩy. Rồi, câu 23, để tăng giá trị của biến giá x lên một đơn vị, kết quả gán trở lại biến giá x thì mình sử dụng là x 2 chấm bằng x cộng 1 chấm phẩy. Câu 24, mình coi thực hiện xong cái đoạn chương trình thì giá trị của x là bao nhiêu. 10 trừ cho 1 thì sẽ ra là x có kết quả là 9. Rồi câu 25, tiếp tục
câu 25. Sau khi thực hiện xong đoạn chương trình sau thì giá trị của biến Z là bao nhiêu? Z sẽ lấy giá trị của X trừ cho Y, 5 trừ cho 4 thì Z sẽ có kết quả là 1. Câu 26, trong background muốn ghi chú, hay chúng ta đã học rồi, ghi chú thì chúng ta sử dụng cái cặp dấu ngoặc nhọn ha. Nếu mà dấu sao thì phải có thêm các cặp đóng ngoặc, dấu ngoặc nhọn. Rồi, câu 27, điền từ còn thiếu, như vậy chúng ta nhìn thấy nè, từ còn thiếu chính là từ va, khai báo biến A, kiểu dữ liệu integer. Câu 28, cho đoạn chương trình, thì đoạn chương trình này khai báo nè, biến tên, biến tuổi và biến chiều cao, nó sẽ gồm có 3 biến. Số 29, cho cái chương trình nhập vào đơn giá số lượng hàng, in ra màn hình tổng số tiền phải trả. Bài này chúng ta đã từng làm thực hành rồi ha. Thì sau đó chạy chương trình với các bộ dữ liệu đơn giá và số lượng, bộ nào sau đây cho chúng ta kết quả sai? Chúng ta thấy số lượng thì chúng ta khai báo kiểu dữ liệu integer, có nghĩa cái phạm vi giá trị của nó nhiều nhất là 32.767, mà ở đây chúng ta nhập vào 35.000, vậy nó đã vượt quá cái phạm vi của integer rồi, cho nên câu sai sẽ là câu A. Rồi, vậy chúng ta nhớ xem video nhiều lần để hiểu bài, ghi nhớ bài học, ôn tập kỹ tất cả các nội dung trong bài học nhé. Rồi, chào tất cả các em, chúc tất cả các em học tập thật tốt và làm bài kiểm tra thật tốt nhé. Rồi, hẹn gặp lại các em ở tuần kế tiếp. Chúc các em có được những cái buổi học tập thật vui và thật tốt nhé.